Chào các bạn, tiếp theo là một trong những ván nghịch pháo hay nhất của thế kỷ 20 do tạp chí Người Yêu Cờ lớn nhất của Trung Quốc đã bình chọn. Phần là tại vì loại khai cục này khá hiếm trong các giải đấu đỉnh cao. Phần còn lại là vì giải đấu này hai cầu thủ đã biểu diễn một màn tranh đoạt quá xuất sắc. Để rồi, sát cục tối giản được hình thành ngay tại cuối chung cuộc. Đó là ván đấu giữa Hồng Chí và Uông Dương. Và đây cũng là vòng cuối cùng, tức là ván thứ 11 tại cái giải vô địch cá nhân toàn Trung Quốc năm 2005. Và trước khi bắt đầu ván đấu thì tôi xin được điểm sơ qua về tình hình để mọi người có thể nắm được cái tính căng thẳng cũng như là tính quyết định của cái trận chiến này. Uông Dương tạm thời đang xếp thứ 2 cùng 7 điểm với Phan Trấn Ba nhưng mà kém về hệ số. Còn Hồng Chí thì xếp thứ 5 với 6,5 điểm. Còn ở cái bàn đầu tiên, Hứa Ngân Xuyên đại chiến Vạn Sơn Lâm. Nếu như họ Hứa thất thủ thì ai thắng trong trận này lập tức sẽ xưng vương thiên hạ. Do đó chỉ một bước là tới đỉnh cao của sự vinh quang hoặc là ra về tay trắng cùng với một bó hoa lưu niệm. Còn miên man theo dòng suy nghĩ thì lúc này tiếng kèn khai quân đã vang lên. Uông Dương lập tức đóng trung pháo. Thì Hồng Chí bèn nhảy chính mã. Tất nhiên rồi, ván cờ này có một ý nghĩa vô cùng quan trọng với Uông Dương. Cho nên trong cái tình thế quyết tâm tranh thắng, Uông Dương đã chọn cái bố cục sở trường của mình để mà xuất quân. Lập tức đóng trung pháo cũng là dự liệu chung của nhiều người. Còn về phía Hồng Chí, nhảy mã để mà giữ lấy trung binh cũng gây ra một chút ít bất ngờ với Uông Dương. Tại vì trước cái ván đấu này, họ Uông dự tính là Hồng Chí không chơi bình phong mã mà nhiều khả năng sẽ chơi thuần pháo để đôi công đến cùng, dẫn thế trận về một cái cuộc cờ hết sức là quyết liệt. Và tiếp theo thì Uông Dương phi mã. Thì lúc này Hồng Chí xe bình 8, thì Uông Dương xuất xe. Lúc này Hồng Chí pháo 2 bình 5. Hồng Chí đã không thèm chơi bình phong mã mà lại tung ra thế trận là liệt thủ pháo cổ điển. Có thể nói rằng về mặt chiến thuật, Hồng Chí đã có một phần nào đó thành công. Tại vì những chuẩn bị của Uông Dương trước trận đấu này đã hoàn toàn không hề phát huy được tác dụng. Và lúc này sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ thì họ Uông quyết định là nhảy mã cánh trái. Dường như có thể nhận ra rằng Uông Dương đã có phần nào do dự với chiến thuật đã lựa chọn. Tại vì nếu như đổi lại không đi mã mà lập tức dùng xe để tấn qua hà, tức là xe 2 tấn 6, chắc chắn là Hồng Chí sẽ bình pháo để kích đổi xe. Xe lúc này có đổi đi chăng nữa, mặc dù mã thoái lui, rõ ràng là bên đỏ có chiếm được một tiên thủ, nhưng mà để chiến thắng vô cùng khó. Tại vì mới chỉ 3 nước đã đổi mất quân chủ lực, hình thế hòa hoãn cũng sẽ dần dần được lộ rõ. Và tiếp theo thì Hồng Chí mã 2 tấn 3, thì Uông Dương lúc này bình xe một nước để giữ chân, vừa phục là tấn pháo lên để phong tỏa nếu như con xe lộ 1 này có lộ dạng. Tiếp theo thì chỉ tấn pháo và Uông Dương lúc này dùng chốt tấn 1. Cục diện lại trở dần dần về bố cuộc là liệt thủ pháo rất là chỉnh tề. Còn bên đỏ đã xuất xe trái trước, khiến cho kỳ hình có một chút khác biệt với những địch thức khai quân thường gặp. Và quyền lựa chọn cái nước đi tiếp theo đã vô tình rơi vào tay của Hồng Chí, tại vì anh mới là người lựa chọn hình thức đối cuộc tiếp theo. Và lúc này Chí đã lựa chọn là dùng chốt 3 tấn 1. Những kỳ thủ trẻ tuổi ngày nay của Trung Quốc do được đào tạo khá chuyên nghiệp, cho nên phần lớn đều rất thông thạo binh pháp và sách lược, không còn gì phải bàn cãi. Tại vì các học kỳ viện thi nhau mọc lên như nấm cũng là điều dễ hiểu. Còn hiện tại Hồng Chí lại cơ mẫn tiến chốt 3, né tránh những cái bố cuộc còn lưu hành, cũng là một điểm đi sáng tạo rất đáng để ngợi khen. Và hình cờ này là một cái bài toán mà chỉ có một nghiệm duy nhất của Uông Dương là phải tấn pháo lên để mà đe dọa sang chốt 7, bắt buộc Hồng Chí lập tức phải dùng pháo 8 bình 7 để kiềm chế mã, cũng như lúc này giành lấy quyền chủ động trong cái việc là quyết định đổi hay không con xe lộ 8 và lộ 2 của bên đỏ. Tại vì nếu như xe đỏ tấn lên, ngay lập tức pháo còn có tác dụng là đe dọa tượng, cũng như lúc này con pháo còn giữ lại quân chốt 7, một dụng ý cũng rất là cơ bản. Nhưng mà Uông Dương lại gây ra một cái đòn bất ngờ, đó chính là chấp nhận đổi xe ngay, hoàn toàn phớt lờ pháo đang còn nhòm tượng, và lựa chọn của Hồng Chí là thoái mã để đánh xe thay vì dùng pháo chém tượng, tôi sẽ phân tích ở sau. Còn thông thường nếu như tới đây thì bên đỏ vẫn còn có một cách đi ổn thỏa, tức là không dùng xe đổi mà lúc này pháo 8 bình 7. Vậy thì dụng ý chiến thuật của Uông Dương ở đây là gì? Thực ra không hề khó khăn gì cả. Tại vì chúng ta phải nhớ lại cái hoàn cảnh của ván đấu lúc này, Uông Dương chỉ còn cách thắng mới có thể chạm tay vào cúp vô địch, cho nên tạo ra một hình trận vô cùng lỏng lơi. Nếu như Hồng Chí có vội vàng dùng pháo chém tượng thì chỉ cần bổ sĩ lên, và điều này cũng không hề gây ra một cái hậu quả nào gọi là lâu dài cho hình trận phía bên mình cả. Ngược lại, về phía Hồng Chí xuất hiện hai nguy cơ mà cùng một lúc không thể hóa giải,
Thứ nhất là mã ném lên Hà để mà tạo ra một cái thế công, cũng như là gây ra một cái điều kiện khó khăn đối với toàn bộ quân lực của bên đen, chẳng có cái vị trí nào tốt để mà tiếp tục di chuyển. Xe lộ 1 tấn lên đường nào cũng sẽ bị phong tỏa, mã lộ 3 cũng chỉ đứng làm cảnh mà thôi. Và nguy cơ thứ hai là pháo 8 bình 3 ăn chốt để đè mã cũng như là đe dọa lên quân tượng 7. Cho nên cái nước mà thoái mã đoạt xe không vội vàng dùng pháo chém tượng cũng là một cái lựa chọn vô cùng mẫn tiệp của loạn chiến vương. Và tiếp theo thì Uông Dương bình pháo để kiềm chế mã cũng như là phục lộ diện được chủ lực ở lộ 8. Và Hồng Chí phi tượng thì Uông Dương lúc này mới tấn xe. Uông Dương không hề ngại vất vả, ngày đêm băng rừng vượt biển đưa chiến xa của mình áp sát cầu cung của đối phương, nhằm phơi bày ra một âm mưu lúc này đã quá rõ, chính là xe 8 bình 2 để mà đánh chết quân mã cũng là một cái dụng ý quá cơ bản. Nhưng mà liệu rằng trong cờ này bên đen có thể nào đi xe 1 bình 2 để mời đấu hay không? Và sau đó nếu như xe có bình qua, lúc này còn có nước là tấn lên cũng bắt ngược lại pháo, tạo thành thế đổi ngang quân. Nhưng mà rõ ràng sau những cái biến đi này, bên đen được một cái lợi, đó chính là con xe lộ 1 đã vào trận vô cùng nhanh. Nhưng mà thực ra đây là một cái biến đi không hề hay ho, tại vì có ván thực chiến giữa Lý Lâm và Kim Tùng cũng đi theo hình trận này. Sau khi bên đen bình xe thì bên đỏ lại dùng pháo nổ lấy trung chốt trước, sĩ tấn thì lại chấp nhận đổi xe ngay, rồi một bước thoái pháo, rõ ràng là có lợi rất nhiều trong cờ tàn. Có phải chăng đây cũng là dụng ý của Uông Dương để đánh lên một tài năng trẻ như Hồng Chí hay không? Và lúc này thì cái nước đi của Hồng Chí đã thể hiện ra tất cả, chính là sĩ 4 tấn 5 để tiến hành ngăn cản, bắt buộc Uông Dương lại phải suy nghĩ từ đầu. Và tiếp theo thì Uông Dương bổ sĩ để làm giảm đi một cái nhịp chiếu. Nếu như pháo của vật tượng thì cũng không quan trọng, hoàn toàn có thể phục làm mã 3 tấn 4 thăng lên Hà, chắc chắn là hình trận của bên đen sẽ phải lâm nguy. Nhưng mà Hồng Chí tới đây đã bình xe để kích đổi chủ lực, vẫn mang cái ý muốn là cầu thắng, cho nên Uông Dương lại tránh đi một bước để vừa đang chốc mã thì Hồng Chí tấn xe để mà giữ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chúng ta hoàn toàn có thể thấy rõ Hồng Chí không hề mất đi một cái nước tiên lĩnh của mình, tại vì quân xe sau khi lộ 8 bình qua lộ 7 vẫn là rơi vào một cái trạng thái rất xấu, khó mà điều động đến những quân chủ lực tiếp theo. Hình trận đã quá rõ, pháo ở trung tâm chẳng có một cái vị trí nào tốt để mà rời bước đổi hình. Mã lộ 3 và lộ 7 nếu như tốt nhất thì vẫn là phải đứng im. Còn cái việc mà rời tượng cho hình cờ này quá ư là bị động, cho nên bắt buộc Uông Dương phải nghĩ cách để mà giải phóng hình trận cho bản thân. Đầu tiên là dùng chốt 5 tấn 1, Hồng Chí không hề chút do dự, dùng pháo để chém lấy ngay, giành lấy một cái thực lợi trước rồi mới tính sau. Vậy thì Uông Dương đã phế chốt nhằm mục đích ở đây là gì? Chính là xe 7 bình 6, để cho xe thoái lui để chốc pháo thì lập tức lại thoái xe để đánh pháo. Hồng Chí quyết tâm là giữ lấy trung pháo, vừa tạo ra cái tác dụng kiềm chế ở đây, pháo thoái lui, rồi lúc này mới bình pháo để chạy trốn một nước. Và tới đây, mặc dù là quân thế đang kiềm chế nhau với một cái lực hoàn toàn vừa phải, nhưng mà thực ra đang còn diễn ra một cái cuộc chiến ngấm ngầm kịch liệt ở bên trong. Tại vì đôi bên hoàn toàn không hề muốn nghị hòa, vẫn còn tham vọng làm bá chủ Võ Lâm. Và Hồng Chí đã đi ra một nước có thể nói là cao nhất cái bàn cờ này, chính là mã 8 tấn 9. Đây là một tư duy lỗi lạc của một nhà cầm quân, trông tựa như là không hề hay ho một chút nào, tại vì tự nhiên là nhảy con mã vào một cái góc rất là chật hẹp, khó để mà triển khai. Nhưng mà thực ra còn một cái nước tính toán sâu xa và hàm xúc ẩn chứa ở đằng sau, mà nếu như không xem trọn vẹn ván cờ, chúng ta sẽ khó lòng mà nắm bắt được. Và lúc này thì Uông Dương dùng chốt tấn 1 để thông đổi quân, một cái lựa chọn cũng là theo tình thế mà thôi. Sau khi chốt tràn qua thì lại bình xe chém lấy, quyết tâm là mới đổi, đang còn đe dọa mã. Nhưng mà lúc này có một cái thực lợi, chính là quân mã lộ 7 đã hoàn toàn được khai thông, thì Hồng Chí bèn dùng xe chém pháo, chấp nhận cho con mã của mình ra đi, rồi lúc này mới dùng pháo để chém lấy tượng. Thì Uông Dương thăng mã, tạo thành một cái sự khó đi cho con xe lộ 4 này, hoàn toàn không có cái lộ nào để tiến đánh sang cánh trái cả. Và lúc này thì Hồng Chí bổ tượng và Uông Dương dùng xe để chém lấy quân tượng biên, thì Hồng Chí bèn thoái mã để mà giữ lấy trung tượng. Đây rõ ràng là một cái hiệu quả quá tuyệt vời của cái việc làm mã 8 tấn 9 trước đó, có thể nói tầm nhìn rất là xa rộng về toàn bộ ván cờ sau này. Đây là một cảm nhận khá tốt của loạn chiến vương trong hình cờ này,
Tại vì một cách duy nhất để bên đen có thể tạo thế công với bên đỏ không phải là tiếp tục duy trì hình thế trung pháo đã quá cứng nhắc, mà lập tức đang còn phục pháo 5 bình 8. Nhưng một lúc đó để lộ ra một nguy cơ, chính là pháo sẽ ung dung chém lấy tượng, rồi lúc này lại lợi dụng để mà phi tượng hoặc là bổ sĩ lên, hình trận vẫn có thể giải phóng được. Cho nên lại thoái mã để giữ lấy trung tượng trước, thì mọi nguy cơ sẽ được triệt tiêu hoàn toàn. Và lúc này thì Ung Dương tấn pháo vừa phục là phi tượng lên để mà rời bước đổi hình, thì ông chí vẫn như phương châm pháo 5 bình 8 để đe dọa là sát ngay. Lúc này bắt buộc Ung Dương phải bình pháo ra để mà truy cản. Thực ra đứng xung quanh bàn cờ lúc này rất là nhiều những vị anh hùng hào thủ, nhưng mà đặc biệt trong đó có Liễu Đại Hoa Đông Phương Điện Não, là sư phụ, là huấn luyện viên của Ung Dương. Sắc mặt lúc này ông đã trầm xuống. Ông hoàn toàn dự đoán rằng sau khi mất tượng thì Dương sẽ thua một cách thê thảm. Và sau trận chiến, ông cũng đã chỉ ra những cái biến này rất là đỉnh cao. Và quả thực như vậy, tới đây thì ông chí đã áp dụng thành công cái chiến thuật của mình, chính là sau khi thoái mã tạo điều kiện cho tượng liên công, rồi thoái pháo để đánh xe. Đây là một chiêu thức vô cùng quan trọng, bắt buộc con xe duy nhất là một chủ lực mạnh nhất toàn bộ bàn cờ lúc này phải rơi vào một trạng thái hoàn toàn xấu, tranh thủ lấy nước chiều nhưng mà cũng không làm được gì, sĩ chỉ cần thoái lui, rồi lại lập tức phi tượng để đánh pháo, thì pháo chỉ cần giạt ra biên, hai con pháo thay đổi vị trí lẫn nhau nhưng mà thế công thì vẫn không hề lay chuyển. Và lúc này thì Dương lại nhảy mã lên trung lộ, thì ông chí chỉ cần một bước dùng chốt tấn 1, vừa đang đe dọa là tấn chốc đôi, cũng như tạo điều kiện xe 4 bình 6 cong thẳng vào cánh phải, lúc này đã hoàn toàn trống trải. Và tiếp theo thì Ung Dương phi mã để đánh xe, thì xe chỉ cần bình qua để chốc ngược lại mã, buộc mã lại phải tấn 6. Tính nghệ thuật của cuộc cờ đã được đẩy lên rất cao, mặc dù hai bên đều biết là những điểm mạnh yếu của mình, nhưng mà hình thế không hề cho phép họ tự điều chỉnh chỉ trong một vài nước. Đặc biệt là những nước vận quân quá hay của Loạn Chiến Vương đã khiến cho Ung Dương không thể chống đỡ. Biết rằng là cánh phải đã hoàn toàn yếu ớt, nhưng mà lúc này không hề để lại bất cứ một quân chủ lực nào để mà tham gia hỗ trợ, hay nói đúng hơn là không thể viện binh. Nước xa cũng không cứu nổi lửa gần. Lúc này Hồng Chí chỉ cần dùng sĩ 6 tấn 5 xác lập một chiến thắng đã quá rõ. Và Ung Dương mới vất vả bình xe ra, Hồng Chí lập tức tấn xe để mà chốc pháo trước, pháo thoái 1, rồi lúc này lại xuất tướng để mà trợ công. Vừa phục là thọc xe để giết ngay, một cái nước sát quá đơn giản. Nhưng mà chỉ đánh tới đây, Ung Dương lập tức phải buông quân và chấp nhận trao tặng một cái chiến thắng quá thuyết phục dành cho Hồng Chí. Vậy thì lý do ở đây là gì? Chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra, thứ nhất là pháo không thể bình vào để chiều thường lấy mặt được, tại vì xe sẽ bình ra vừa tránh một bước, vừa lúc này đang bắt ngược lại chủ lực ở lộ 8 quá đau khổ, tại vì lợi dụng là pháo đang còn tấn lên để tạo thành điểm và hết ngay. Và thứ hai nữa là sĩ cũng không thể hy sinh Dương Nòng để tạo ra hình trận thông thoáng dễ thở hơn cho con tướng lộ 5 quá khốn khổ, tại vì xe vẫn bình vào để chém nó, vừa đang chốc pháo vừa đang uy hiếp tượng. Pháo cho dù có tấn lên cái vị trí nào đi nữa thì cũng không quan trọng, tại vì xe vẫn bình vào chém tượng, buộc sĩ phải tấn, rồi lúc này mới bình qua để mà chém pháo. Và lúc này thì chắc chắn bên đỏ không thể nào thoái xe để mà giữ lấy pháo, tại vì đen sẽ lập tức dùng xe pháo thoái rút và bắt chết cả hai quân chủ lực. Và một cái lựa chọn duy nhất bên đỏ trong hình khớp này có thể nghĩ tới chính là pháo 2 phải bình 8. Tại vì nếu không chạy đi lộ khác thì ngay lập tức bên đen vẫn bình xe qua bắt lấy chủ lực, đe dọa là tiến lên điệp pháo và hết cơ. Tiếp theo thì bên đen sẽ có một cái sát cục kinh điển như sau. Tấn lên để chiều, sĩ thoái thì lại dùng xe nện thẳng vào sĩ, buộc tướng phải tấn lên. Rồi lúc này thoái giả một nhịp, tướng không thể thoái tại vì pháo tấn để mà sát ngay, cho nên buộc tướng phải lên lầu 3. Và tiếp theo chỉ cần dùng pháo tấn lên, vừa đang đe dọa là pháo 9 thoái 2 để mà sát, bên đỏ cho dù có thấy trước cũng không làm được gì, chấp nhận buông quân là một quyết định hoàn toàn đúng đắn. Kết thúc trận này thì Ung Dương đau khổ đã đành, tại vì tự nhiên là đánh mất chiến thắng trong tầm tay, ưu thế đi trước nhưng mà đã bị một tiểu tướng như là Loạn Chiến Vương kích bại. Và một cái đau khổ thứ hai nữa dành cho Ung Dương không thể nào quên, chính là bàn đầu tiên Vạn Xuân Lâm và Hứa Ngân Xuyên, sau 4 tiếng đồng hồ kịch chiến thì Hứa Ngân Xuyên lại bị kích bại,
Như vậy là Hồng Chí chiếm trị ngồi vào giải quán quân toàn quốc năm 2005 và trở thành thập nhị kỳ vương của kỳ đàn Trung Quốc. Thực sự là nỗi đau lại chồng chất nỗi đau, rất là đáng tiếc. Nhưng mà Hồng Chí vô địch thì vẫn rất là xứng đáng, những nơ cờ của anh quả không hổ danh là loạn chiến vương. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và Cờ Tướng Đam Mê sẽ sớm trở lại với những video cũng là về những ván thực chiến kinh điển của những danh thủ hàng đầu cả Trung Quốc cũng như là Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.